À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đến với bài học số 8 với tiêu đề Cánh cửa mở ra thế giới. Ở bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đọc số 3, đó là văn bản Tình yêu sách của tác giả Trần Hoài Dương. Đây là văn bản đọc kết nối chủ điểm. Trước tiên, chúng ta hãy cùng cô đi vào phần 1 lớn, khởi động. Một câu hỏi mang tính cá nhân dành cho các em ở đây đó chính là: em có hay đọc sách không? Theo em, sách mang đến cho ta những lợi ích gì? Câu hỏi ở phần khởi động này có hai vế rất rõ ràng. Và đó là những câu hỏi liên quan đến chính bản thân chúng ta. Cô hy vọng rằng các em sẽ trả lời sát với những gì mà chúng ta đang có. Có thể sẽ có hai trường hợp. Trường hợp một đó là có những bạn rất hay đọc sách. Bởi vì sách đem đến cho các bạn những niềm vui về tinh thần và đặc biệt là nó cung cấp tri thức bổ ích để các bạn có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trường hợp thứ hai đó là cũng sẽ có những bạn rất lười đọc sách hoặc là rất ít để có điều kiện tiếp xúc với sách. Thì cô hy vọng rằng thông qua bài học này chúng ta sẽ cùng cô thấy được những giá trị của việc đọc sách và từ đó thì phát huy được tính tích cực của các bạn trong khi tìm hiểu sách. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2 lớn, đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên hãy cùng cô đọc văn bản ở mục 1 nhỏ. Với văn bản này, cô có một số yêu cầu như sau. Cần đọc to, rõ ràng, ngắt nhịp linh hoạt. Tiếp theo là cần đọc diễn cảm, thể hiện được giọng điệu đặc trưng của kiểu văn bản. Không để các em chờ lâu, chúng ta cùng mở sách giáo khoa ở trang 52 để cùng cô tiến hành đọc văn bản. Tình yêu sách của Trần Hoài Dương. Khoảng cuối năm 1956, một tin vui đến với chúng tôi. Thư viện của tỉnh Bắc Giang bắt đầu được thành lập. Tôi hớn hở chạy đến xem. Nhưng thật không may, chỉ học sinh cấp 3 trở lên mới được cấp thẻ. Tôi nài nỉ thế nào, cô phụ trách thư viện cũng không linh động cấp thẻ cho tôi. Tuy không có thẻ, nhưng không chiều nào tôi không đến thư viện. Tôi ngồi ngoài hành lang, nhờ mấy anh lớn cho tôi đọc ké sách báo. Các anh cũng phải khôn khéo lắm, giấu không cho cô thủ thư biết. Cũng may, cả thư viện cũng chỉ có mình cô thủ thư, bận tíu tít ở trong phòng nên không có điều kiện ra ngoài để phát hiện ra tôi. Nhưng cuối cùng, cô cũng biết, thấy tôi ngồi một góc khuất, ngốn ngấu đọc, cô cũng lờ đi, bỏ qua. Dần dà, tôi làm quen được với cô. Tên cô là Uyên, em gái nhà văn Kim Lân, tác giả của truyện Làng và anh chàng hiệp sĩ gỗ mà tôi rất thích. Các buổi sáng chủ nhật, tôi đến thư viện rất sớm, ngồi chờ cô ở cổng. Cô vừa đến, tôi đã nhanh nhẹn giúp cô quét dọn xung quanh, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại sách báo. Tôi giúp cô làm sổ sách, ghi ký hiệu các tác phẩm, dán lại các trang sách hư cũ. Thấy tôi nhanh nhẹn, cần cù, việc gì cũng vui vẻ làm, cô Uyên dần mủi lòng, đặt cách cấp cho tôi một chiếc thẻ. Không những được quyền đọc tại chỗ mà còn được mượn về nhà nữa. Tuy có thẻ rồi, tôi vẫn ngày ngày ra thư viện giúp cô làm đủ mọi việc vặt. Tôi tranh thủ đọc được không biết bao nhiêu là sách. Dần dà, số sách ở thư viện không thỏa mãn được tôi. Tôi thường xuyên ra hiệu sách Nhân Dân, xem có sách gì mới, lập tức chạy về báo cho cô Uyên biết. Tôi sướng đến run rẩy cả người khi lần đầu tiên trông thấy quyển Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo được xuất bản một cách hoàn chỉnh. Trước đây, tôi đã được đọc bản Những Kẻ Khốn Nạn do Nguyễn Văn Vĩnh dịch. Bản dịch lần này đầy đủ hơn, văn chương mới hơn, mới chỉ tập 1 mà đã dày cộp. Tôi chạy như bay về báo cho cô Uyên, nài nỉ cô đưa tiền để tôi đi mua giúp cô. Sắp hết giờ làm việc, cô cho phép tôi đi mua sách, mang về nhà, tranh thủ đọc, rồi sáng mai đem đến, trả cho cô sớm. Tôi mừng đến run hết cả người.
Ngay đêm đó, tôi ngốn ngấu đọc hết tập 1. Rạng sáng, đọc xong rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn, thèm thuồng. Ước gì có ngay tập 2, tập 3 để tôi đọc liền một mạch. Hình ảnh Giang Văn Giang, Phăng Tin, Cô Dép, Gavroche cứ lửng lững đi lại, nói năng, buồn vui, đau khổ ngay trước mặt tôi kia. Tâm hồn tôi đẹp thêm lên biết bao nhiêu nhờ những trang sách chứa đựng lòng yêu thương. Tiếp theo chúng ta cùng cô chuyển sang phần 2, đó là tìm hiểu chung. Trước tiên hãy cùng cô tìm hiểu những thông tin liên quan đến tác giả ở mục A. Trần Hoài Dương, sinh năm 1943, mất năm 2011. Tên khai sinh là Trần Bắc Quỳ, quê quán tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trần Hoài Dương là tác giả chỉ viết cho thiếu nhi. Ông có những tác phẩm rất nổi tiếng, được lứa tuổi học trò yêu thích như Cuộc phiêu lưu của những con chữ, Một thoáng heo may phương Nam, Miền xanh thẳm, Nàng công chúa biển. Sau khi nhà văn Trần Hoài Dương qua đời, nhiều cuốn sách của ông vẫn liên tục được tái bản để bồi đắp tâm hồn cho lứa tuổi trẻ thơ. Cô giới thiệu thêm cho các em một số thông tin để tham khảo về tác giả. Năm 1960, ông học lớp báo chí của Ban tuyên huấn Trung ương khóa 1. Trước năm 1975, ông từng là cán bộ biên tập của tạp chí Cộng sản. Do đam mê sáng tác và truyện ngắn, truyện dài, cho nên ông đã đưa đơn xin chuyển công tác báo văn nghệ. Sau năm 1975, Trần Hoài Dương vào Sài Gòn làm việc ở bộ phận miền Nam của báo văn nghệ. Ông cũng là nhà văn đã đạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm Cuộc phiêu lưu của những con chữ. Đồng thời, ông còn đạt giải thưởng loại B, không có giải A, của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001 với tác phẩm Miền xanh thẳm. Như vậy là chúng ta thấy tác giả là một nhà văn rất có tài đúng không nào? Và ông cũng chuyên viết cho đối tượng là thiếu nhi, cho nên các em có thể tìm đọc những tác phẩm của ông để thấy được văn phong đặc trưng cũng như là thấy được giá trị những tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông. Chuyển sang phần B là tìm hiểu thông tin về tác phẩm. Xuất xứ được trích trong cuốn Miền xanh thẳm của nhà xuất bản Kim Đồng 2017. Bố cục của tác phẩm gồm có hai phần. Các em có thể tham khảo chia cho cô như sau. Phần 1, từ đầu cho đến bao nhiêu là sách. Phần này nói về niềm đam mê đọc sách của tôi. Phần 2 chính là phần còn lại, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật tôi. Thể loại của tác phẩm ở đây đó chính là truyện dài. Còn văn bản mà chúng ta vừa được đọc cùng với cô thì lại là một văn bản trích. Phương thức biểu đạt có thể thấy là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Khi chúng ta đọc một đoạn trích thì các em thấy là nhân vật tôi ở đây đã kể ra những lời tâm sự rất là chân thành của mình, nói về tình yêu sách. Đó là một điều rất là đáng quý ở một cậu bé còn nhỏ. Niềm ham mê đọc sách đã thổi hồn vào chúng ta và cô hy vọng rằng thông qua văn bản này các em cũng có thể cảm thấy yêu thích sách hơn và chúng ta sẽ từ bỏ những cái thiết bị điện tử có hại để các em có thể tìm đọc sách, bảo bố mẹ mua cho những cuốn sách quý giá gối đầu giường và chúng ta cũng sẽ đọc nó hàng ngày, cũng ngấu nghiến nó giống như nhân vật tôi ở trong văn bản. Sau đây chúng ta cùng cô chuyển sang phần 3 lớn, trải nghiệm cùng văn bản để tìm hiểu một số thông tin như sau. Một, đó là tình yêu sách của nhân vật tôi và sự giúp sức của cô Uyên. Có thể thấy ở trong văn bản truyện, nếu như không được cô Uyên giúp sức, thì nhân vật tôi chắc chắn không có cơ hội được đọc nhiều loại sách quý như vậy. Bởi vì ở thư viện quy định, chỉ có học sinh cấp 3 trở lên mới được đọc sách. Chúng ta sẽ chú ý cho cô những chi tiết cụ thể nói về tình yêu sách của nhân vật tôi như sau. Nhân vật tôi đã hớn hở chạy tới xem thư viện. Chiều nào cũng ngồi hành lang đọc ké sách của anh chị. Nhân vật tôi còn nhanh nhẹn giúp cô thủ thư mọi công việc và những điều đó đã chiếm cảm tình của nhân vật là cô Uyên. Khi nhân vật tôi thấy sách mới thì phấn khích, đọc ngấu nghiến giống như được ăn một món
vô cùng ngon. Và nhân vật tôi luôn có ao ước là có thêm nhiều sách để được đọc. Để có thể thỏa mãn niềm yêu thích sách của nhân vật tôi, chúng ta không thể phủ nhận sự giúp sức của cô Uyên. Cô đã cho làm thẻ dù là nhân vật tôi chưa đủ tuổi. Cô còn cho phép nhân vật tôi đi mua sách mới mang về. Nhà đọc sau đó thì hôm sau mới mang đến thư viện. Chỉ bấy nhiêu chi tiết thôi, chúng ta cũng có thể thấy nhân vật tôi có một niềm đam mê đọc sách bất tận. Luôn tìm đọc những cuốn sách quý và cuốn sách mới và tìm mọi cách để có thể được đọc sách, tiếp cận với sách. Nhân vật tôi còn có khả năng tưởng tượng phong phú, niềm say mê sách và đặc biệt là có một tâm hồn rất nhạy cảm, tinh tế. Trong cuộc sống hiện đại bây giờ, chúng ta thấy các thiết bị công nghệ đang lấn chiếm và cũng như đang làm cho vị trí của sách bị suy giảm. Nhưng cô tin chắc rằng khi chúng ta nhận thức được vai trò của sách thì các em cũng sẽ thấy mình cần phải hành động như thế nào để có thể đem đến cho bản thân mình những hành trang, những tri thức quý báu. Và chúng ta cũng cần lưu ý là khi đọc một cuốn sách thì các em cũng phải biết ghi chú lại những gì quan trọng, những bài học ý nghĩa mà cuốn sách đó truyền đạt. Và điều quan trọng hơn cả là các em cần phải biết lựa chọn những cuốn sách tốt để phục vụ cho nhu cầu của mình. Từ đó thì mới có thể phát huy được lợi ích tối đa của sách. Có thể thấy cô Uyên ở trong văn bản này là một người rất hiểu chuyện. Cô tạo điều kiện để có thể góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách cho nhân vật tôi. Chuyển sang phần 2, đó là chúng ta cùng cô tìm ra những thông điệp gửi gắm từ văn bản. Đầu tiên đó là thông điệp nói về lợi ích của sách. Sách đã mang đến cho chúng ta tri thức và bồi dưỡng tâm hồn. Cần nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách và luôn tạo mọi điều kiện để các bạn nhỏ được làm quen và đọc sách mỗi ngày. Tiếp theo chúng ta đi vào phần 4 lớn tổng kết lại giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản. Về nghệ thuật, chúng ta thấy tác giả đã sử dụng hình ảnh sinh động, mộc mạc, gần gũi. Lời văn thì trong sáng, mạch lạc. Cách lập luận rất chặt chẽ và các câu chuyện luôn có sự đan xen lồng ghép. Các dẫn chứng được đưa ra thì là những dẫn chứng đắt giá, góp phần thể hiện tư tưởng, chủ đề của tác phẩm. Về nội dung, chúng ta có thể nhận xét chung cho cô, văn bản là lời tự thuật của nhân vật tôi về niềm đam mê đọc sách. Để củng cố kiến thức liên quan đến bài học, các em sẽ chuyển sang phần 5, củng cố mở rộng. Nhiệm vụ của các em ở đây đó là hãy viết một bức thư gửi bạn thân kể về câu chuyện, cuốn sách mà em tâm đắc, hoặc là giúp em hiểu biết hơn về thiên nhiên và con người. Sau nhiệm vụ này, chúng ta có thể phát huy được hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất đó là các em có thể biết cách viết một bức thư. Kỹ năng thứ hai đó là giúp các em có thể dùng cách diễn đạt của mình để đem đến hiểu biết cho bản thân em về thiên nhiên và con người trong một cuốn sách nào đó. Cô sẽ gợi ý cụ thể. Về hình thức thì các em cần đảm bảo những yếu tố sau. Bức thư của chúng ta sẽ cần phải có nơi viết thư, ngày, tháng, năm, lời xưng hô với người bạn thân của mình. Nội dung chính của bức thư, chúng ta sẽ triển khai các ý, đó là cần thăm hỏi sức khỏe của người bạn, kể về câu chuyện hoặc là kể về cuốn sách mà em cảm thấy tâm đắc nhất. Phần này là phần trọng tâm, cho nên chúng ta hãy kể thật sinh động, hấp dẫn để người bạn của mình có thể thấy được niềm đam mê đọc sách hoặc là cũng có thể có tình yêu thích sách giống như là mình. Sau đó, chúng ta cần thể hiện tình cảm và lời hứa của mình đối với người bạn thân. Và cuối cùng, đó là lời chúc, lời cầu mong cho người bạn thân của mình sẽ luôn khỏe mạnh và hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất. Cô hy vọng rằng thông qua nhiệm vụ này thì em có thể rèn được kỹ năng viết tốt hơn, cũng như là chúng ta cũng thể hiện được tình yêu sách của mình cho mọi người biết. Phần hướng dẫn trong mục củng cố mở rộng vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi bài học. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những bài hướng dẫn tiếp theo. Khóa học viên sách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.